chỉ muốn nói một điều, lấy anh đi để thôi đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều và yêu như chưa từng yêu. Hỡi anh yêu, em cũng muốn nói một lời, mình cưới nhà anh với em chỉ cần anh thôi. Yêu anh mất rồi, chưa bao giờ nguôi, mình sinh ra để thành đôi. Đừng ngại ngần gọi tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chần chờ gì chồng ơi em đây, chần chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mai về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Chỉ cần có tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chần chờ gì chồng ơi em đây, chần chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Chỉ cần có nhau, chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, anh yêu em trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bắt đầu, dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Baby, you know that I want mine.
they look at me and mine. And when your smile creates that dimple, I tend to be used as your pillow. So just breathe, breathe in, release. You know that's all you need. I can't describe your eyes, but when they're looking at me, my heart, it beats and I can't seem to dream. Baby, you know that I won't mind if we get no rest till the sunrise. Until you make me fall in love again as light shows your face, I can never be the same. I plan to love you all my life. Your fingers are mine as they intertwine. You're telling me words unspoken. Our fingers align as they intertwine. You break my heart wide open. Your fingers are mine as they intertwine. You're telling me words unspoken. Our fingers align as they intertwine. You break my heart wide open. Baby, you know that I won't mind. Baby, you know I won't mind. We get no rest till the sunrise. No rest. Until you make me fall in love again as light shows your face, I can never be the same. I plan to love you all my life. Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir. I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Kính thưa quý vị, trong thế giới mà chúng ta đang sống, không có màu sắc nào lại đẹp rực rỡ bằng sắc màu của tình yêu. Không có âm thanh nào lại ngọt ngào lãng mạn bằng thanh âm của tình yêu. Chỉ khi yêu chúng ta mới cảm nhận được cuộc sống này thực sự trọn vẹn ý nghĩa, thưa quý vị. Và ngày hôm nay, mối lương duyên của chú rể Hồng Phúc và cô dâu Thu Hương, đó chính là lý do để chúng tôi chào đón sự hiện diện của toàn thể quý vị. Chúng ta có mặt tại đây với những ánh mắt, những nụ cười, những lời chúc mừng hạnh phúc tốt đẹp nhất gửi đến cô dâu và chú rể. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý vị, ngay lúc này, trong một bầu không gian rất ấm cúng và trang trọng tại hôn trường cưới gia đình Hòa Nhà Trai, trước sự hiện diện, trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị, cho phép chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu với quý vị. Trước tiên là sự hiện diện của ông Nguyễn Hồ Tùng, trưởng đoàn đại biểu gia đình Hòa Nhà Trai, ông Hoàng Đức Hồng, trưởng đoàn đại biểu gia đình Hòa Nhà Gái, sẽ cùng bước về sân khấu có đôi lời phát biểu trong ngày vui trọng đại hôm nay. Xin được trân trọng kính mời và xin một tràng tay nồng nhiệt của toàn thể quý vị. Kính thưa các cụ, thưa công các bà, thưa cô dì chú bác, thưa các anh các chị,
Thưa tất cả những vị khách quý, những người đã bớt chút thời gian vàng ngọc đã đến dự lễ vu quy của bên họ nhà trai chúng tôi, và cùng với họ nhà trai chúng tôi đi đến họ nhà gái rước dâu về tại Tân Gia. Lời đầu tiên, cho phép tôi gửi tới quý cụ ông bà, cô dì chú bác, các anh các chị một lời chào trân trọng nhất đến mọi gia đình an khang thịnh vượng, giàu sang phú quý. Xin chân thành cảm ơn. Thưa quý cụ ông bà, thưa quý vị khách quý, qua thời gian tìm hiểu rất dài, cháu Phúc và cháu Hương đã đi đến tột đỉnh của tình yêu là bố mẹ, ông bà, cô dì chú bác, cha chú đều lo lễ thành hôn hôm nay. Buổi lễ thành hôn nay hôm nay tôi thay mặt cho ban tổ chức họ nhà trai xin chân thành cảm ơn cái tình cảm bên nội bên ngoại của họ nhà trai, bên nội bên ngoại của họ nhà gái là dành cho chúng tôi để tổ chức một buổi lễ tân hôn vô cùng sang trọng lịch sự. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng quan viên hay họ những khách từng xa, hôm nay là ngày lành tháng tốt, mà vợ chồng thì là cái duyên cái số, một cái duyên ông trời cho xe cho cháu Thu Hương và cháu Phúc lên nghĩa vợ chồng. Thì hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai gia đình chúng tôi đại tổ chức cái đại lễ thành hôn cho hai cháu, đại diện cho gia đình nhà gái tôi đưa cháu về làm dâu các cụ các ông các bà lên hỏi nhà trai. Thì chúng tôi cũng không biết nói gì hơn, đầu tiên là xin trân trọng cảm ơn các cụ các ông các bà cùng quan viên hay họ đã dành cho chúng tôi những sự đón tiếp trong một cái khán phòng lung linh đầy ánh sáng, cũng đầy tình cảm và niềm hân hoan, những lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho đôi bạn trẻ sống với nhau hạnh phúc đến trọn đời, và chúc cho gia đình hay gia đình chúng ta cùng những văn sang ngày càng phát triển. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn hai ông rất nhiều, và ngay lúc này để xin mời hai ông sẽ trở về chỗ ngồi an tọa để tiếp tục theo dõi lễ thành hôn ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta cùng chúc mừng cho hai bên gia đình đã có thêm dâu hiền dễ thảo, chúc cho tình thông gia ngày càng khăng khít và bền chặt. Và kính thưa quý vị, một món quà âm nhạc tiếp theo mà những người làm chương trình xin được gửi tặng toàn thể quý vị, và đặc biệt là để chúc phúc cho cô dâu chú rể trong ngày vui hạnh phúc hôm nay, chúng tôi xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng chào đón một cặp song ca rất tuyệt vời. Họ bước ra từ cuộc thi ca sĩ thần tượng, đây là một trong những đấu trường âm nhạc rất lớn của đài truyền hình Vĩnh Long, và xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một bản bolero vô cùng ý nghĩa để chúc phúc cho đôi bạn trẻ trong ngày hôm nay. Ca khúc được mang tên Đính Ước, và xin mời quý vị hãy cùng chào đón hai tiếng hát Khánh Huy và Mỹ Hạnh. Xin một tràng tay nồng nhiệt của quý vị được không ạ? Mẹ nói với anh, mẹ dần
mến, có lẽ rằng ngay lúc này đây, những khoảnh khắc, những giây phút mà chúng ta đang rất mong đợi trong buổi chiều ngày hôm nay đã đến. Xin mời toàn thể quý vị hãy cùng với chúng tôi hướng ra phía cổng hoa để cùng chào đón hai gương mặt tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Chú rể Hồng Phúc, cô dâu Thu Hương và một cháu này thật lớn của toàn thể quý vị. Đó chính là con đường mà chúng ta đang đi. Và trong hành trình của riêng mình, Hồng Phúc, Thu Hương họ đã gặp gỡ, đã yêu thương nhau. Và ngày hôm nay, tình yêu của họ đã chính thức được đơm hoa kết trái. Hãy cùng với chúng tôi dành một chào tay lớn hơn nữa, nồng nhiệt hơn nữa để cùng chào đón Hồng Phúc, Thu Hương, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều và ngay lúc này một lần nữa Tuấn Ngọc xin mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng hướng về sân khấu, hãy hướng về hai gương mặt tuyệt vời nhất trong ngày hôm nay để cùng chứng kiến một nghi lễ rất thiêng liêng, trang trọng và ý nghĩa. Xin mời Hồng Phúc, Thu Hương hai bạn sẽ trao nhau chiếc nhẫn cưới, một kỷ vật tuy rằng nhỏ bé nhưng rất thiêng liêng để minh chứng cho tình yêu và chắc chắn sẽ đi theo đôi nương tuyệt vời của chúng ta trong suốt cuộc đời chung sống. Xin mời hai bạn. Vâng thưa quý vị, từ ngàn xưa cho đến mãi mãi về sau, ý nghĩa của cặp nhẫn cưới không bao giờ thay đổi. Nó tượng trưng cho một người chồng mẫu mực, một người vợ thủy chung. Và đó cũng chính là hai vòng tròn bất tận, không có điểm đầu và điểm cuối, như tình yêu vô bờ bến mà Hồng Phúc, Thu Hương họ đã dành cho nhau. Đây sẽ là một bước ngoặt rất lớn, một mốc son vô cùng ý nghĩa trong cuộc đời của họ thưa quý vị. Và chính thức kể từ giờ phút này, Hồng Phúc, Thu Hương đã thuộc về nhau, đã nên duyên chồng vợ. Chúng ta hãy dành một tràng tay đồng nhiệt nữa để chúc mừng thưa quý vị. Và ngay sau đây, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bà nội và bà ngoại của chú rể sẽ bước về sân khấu để tặng quà cho hai cháu của mình trong ngày vui hạnh phúc hôm nay. Xin trân trọng kính mời bà. Thưa quý vị, có ông có bà thì mới có cha có mẹ, mà có cha mẹ thì mới có Hồng Phúc, Thu Hương ngày hôm nay. Tuy rằng tuổi cũng đã cao nhưng mà ngày hôm nay hai bà cũng rất cố gắng để hiện diện tại đây, để chung vui và đặc biệt là để chứng kiến những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, vui nhất trong cuộc đời của các cháu của mình thưa quý vị. Và có thể nói rằng những món quà của chúng ta tuy rằng là những kỷ vật vô tri vô giác, nhưng bắt đầu kể từ ngày hôm nay, nó sẽ mang trong mình những trọng trách vô cùng to lớn, chứa đựng trong đó là những lời dặn dò, những tình cảm yêu thương mà ông bà, cha mẹ, cô dì, chú bác trong gia đình gửi gắm để dành tặng, để chúc phúc cho Hồng Phúc, Thu Hương trong ngày hôm nay. Và chúng con cũng xin được chúc cho hai bà thật nhiều sức khỏe, để dìu dắt, để bảo ban, để làm chỗ dựa tinh thần cho các con, các cháu sau này thưa quý vị. Và xin quý vị một tràng tay đồng nhiệt cho những khoảnh khắc rất tuyệt vời trong ngày hôm nay được không ạ? Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn hai bà. Và ngay lúc này đây, ban tổ chức sẽ được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Dương Văn Hợp và bà Cao Thị Ngọc Bích là hai ông bà thân sinh ra chú rể Hồng Phúc sẽ bước về sân khấu. Xin mời đại gia đình luôn ạ. Xin mời em Hải và em Ngọc Anh, cũng là em trai và em gái của chú rể, chúng ta sẽ cùng bước về sân khấu và cùng chung vui một khoảnh khắc có sự hiện diện của đầy đủ các gương mặt trong đại gia đình. Tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui chào dâng ngập trời, mang yêu thương của cha đã dành để trong mai ấm từng ngày qua con lớn lên, là lời ru mẹ đưa bên cánh vong cho con say giấc ngủ, là lời cha từng ngày ấm êm
sao cho con nên thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ và con lấy đi sức sống mẹ cha. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con người. Biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Chỉ có những người làm cha làm mẹ mới là những người yêu thương các con của mình vô bờ bến và vô điều kiện. Và ngày hôm nay chúng tôi nhận thấy rằng hai bên gia đình thông gia, niềm vui, niềm hạnh phúc không thể giấu nổi. Bởi vì chính thức kể từ giây phút này, hai gia đình đã có thêm dâu Hiền Rể Thảo. Và chúng tôi tin rằng đối với chú rể Hồng Phúc, cô dâu Thu Hương, từ ngày hai bạn chào đời cho đến ngày hôm nay đã là những chàng trai, những cô gái trưởng thành. Thì chưa một giây phút nào mà cha mẹ ngừng quan tâm, ngừng yêu thương đến hai bạn, thưa quý vị. Và đây sẽ là những khoảnh khắc trọn vẹn nhất, hạnh phúc nhất của những người làm cha làm mẹ trong ngày vui trọng đại hôm nay. Và chúng tôi rất muốn nghe một tràng tay nồng nhiệt nữa của quý vị để chúc mừng cho đại gia đình được không ạ? Một niềm vui sum họp, một niềm vui đại hỷ trong ngày hôm nay. Con nên để tiếp tục chương trình, ban tổ chức sẽ được trân trọng kính mời gia đình Bắc Bằng ạ sẽ bước về sân khấu để tặng quà cho hai cháu của mình. Bố mẹ nuôi của chú rể, bố Nhơn, mẹ Mai và mẹ Thiều chuẩn bị lên sân khấu ạ. Và tiếp theo xin được trân trọng kính mời gia đình Bắc Tình, bà Liên họ nhà ngoại chuẩn bị ạ. Bố mẹ nuôi chú rể Hồng Phúc đã dành tặng cho cô dâu chú rể trong ngày hôm nay những khoảnh khắc rất ấm cúng, rất đầy đủ, là tất cả những gương mặt thân yêu trong gia đình đang hiện diện tại sân khấu. Gia đình rất nhiều và chúng ta sẽ cùng với nhau chụp một bức ảnh có đầy đủ những gương mặt thân yêu trong gia đình của chú rể ngày hôm nay. Và tiếp theo chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời Bắc Tình ạ và bà Liên họ nhà ngoại. Xin mời gia đình Bắc Yến, Bắc Trung Thảo, Bắc Sơn Tuyết chuẩn bị lên sân khấu cùng với các cháu ạ. Trân trọng kính mời gia đình Bắc Yến, gia đình Bắc Trung Thảo, gia đình Bắc Sơn Tuyết. Thưa quý vị, những món quà mang nặng tình cảm của ông bà, cha mẹ, cô dì chú bác, anh chị em trong gia đình ngày hôm nay gửi đến cô dâu và chú rể. Đối với một cặp vợ chồng trẻ như Hồng Phúc và Thu Hương, chắc chắn trước mắt của họ sẽ là một chặng đường rất dài, còn rất nhiều những gian nan, thử thách, khó khăn đang chờ đợi họ. Nhưng mà tất cả chúng ta đều tin rằng với tình yêu thương, với sự hy sinh, với sự chia sẻ,
và đặc biệt là với sự quan tâm, yêu mến của hai bên gia đình ngày hôm nay, cô dâu chú rể họ sẽ nắm chặt tay nhau, sẽ bước đi bên nhau trên mọi nẻo đường cuộc sống. Xin trân trọng kính mời. Vâng ạ, các bác mà MC vừa xứng tên ạ, một lần nữa xin được trân trọng kính mời các bác sẽ tiếp tục chúng đãi khẩn trương bước về sân khấu trong buổi chiều ngày hôm nay để cùng chung vui, cùng chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng kính mời gia đình chú Hưng, dì Hương, gia đình chú Hiếu, cô Lan chuẩn bị lên sân khấu để chung vui với các cháu ạ. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình chú Hưng, dì Hương, gia đình chú Hiếu, cô Lan ạ. Cả nhà mình cùng cười thật tươi để chúng ta cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc thực sự đáng nhớ, những giây phút hết sức thiêng liêng ý nghĩa với cô dâu chú rể trong ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn rất nhiều. Và tiếp theo một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng kính mời chú Hưng, dì Hương, chú Hiếu, cô Lan sẽ bước vào sân khấu để chia sẻ niềm vui với cô dâu chú rể trong ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Vâng ạ, tiếp nối chương trình chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu dì Hằng và cô Giang sẽ bước về sân khấu để cùng chia sẻ niềm vui và có những món quà yêu thương để dành tặng cho hai cháu của mình. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Chúng tôi rất muốn được nghe một tràng tay thật nồng nhiệt của toàn thể quý vị để chúc mừng cho cô dâu chú rể. Và ngay sau đây chúng tôi xin mời cô dâu chú rể sẽ di chuyển sang phía bên phải của sân khấu. Và trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị, cô dâu chú rể họ sẽ cùng nhau chung tay cắt bánh cưới, một hình ảnh rất đẹp và ý nghĩa trong ngày hạnh phúc. Xin mời hai bạn. Phải không em ơi, anh ước mong lâu lắm. Vâng thưa quý vị, một chiếc bánh cưới rất tròn trịa, rất ngọt ngào. Nó tượng trưng cho sự trong trắng, thuần khiết và thủy chung. Mà nhìn những hình ảnh này, tất cả chúng ta đều tin rằng Hồng Phúc Thu Hương sẽ nguyện cùng nhau chung sức chung lòng, cùng chung tay vun đắp cho hạnh phúc lứa đôi. Và ngay sau đây chúng tôi xin mời hai bạn sẽ cùng nhau chung tay rót rượu xung quanh để khơi nguồn cho tình yêu, cho hạnh phúc, cho tất cả những điều tuyệt vời nhất sẽ mãi mãi tuôn chảy trong mái ấm gia đình yêu thương của mình. Xin mời. Nhiều các ống kính đang hướng về cô dâu và chú rể. Và ngày hôm nay, thưa quý vị, rượu xung quanh đó chính là hương vị của hạnh phúc, là những men say của tình yêu. Và giờ phút này, những dòng thác xung quanh ngọt ngào đang tuôn chảy như để minh chứng với tất cả chúng ta rằng bắt đầu kể từ ngày hôm nay, Hồng Phúc Thu Hương họ đã là của nhau, đã là con một nhà, sẽ nguyện bên nhau chia ngọt sẻ bùi, nguyện cùng nhau vượt qua mọi thăng trầm trong cuộc sống. Và những tràng vỗ tay của quý vị đâu rồi ạ? Chúng ta hãy vang lên nồng nhiệt hơn nữa để chúc mừng đón những giây phút tuyệt vời này. Và ngay sau đây, trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị, cô dâu chú rể họ sẽ đan tay vào nhau, uống cạn ly rượu giao bôi, thể hiện tình nghĩa vợ chồng thiêng liêng. Xin mời hai bạn. 3, 2, 1, chúc mừng hạnh phúc. Xin mời. Rất ngọt ngào và đầy yêu thương thưa quý vị. Và ngay
mời, cô dâu chú rể sẽ đi xuống từng bàn tiệc để ra mắt toàn thể quý vị khách quý có mặt tại đây, cũng như để mời nước, mời thuốc, mời trầu tất cả những quý vị khách quý, để cảm ơn quý vị ngày hôm nay đã bớt chút thời giờ quý báu của mình, đã không quản ngại đường xá xa xôi để đến với gia đình họ nhà trai chúng tôi. Xin mời hai bạn. Think of a place where I can meet you, meet you, to tell you all the reasons why.